Xin kính chào quý khán thính giả của kênh YouTube TD Broadcasting. Trong ngày hôm nay, thay là dịp có lời muốn chia sẻ với quý khán thính giả, những người mà đã theo dõi tôi suốt trong một tháng rưỡi vừa qua. Trước hết là thay là dịp xin có lời cảm ơn chân thành đến những người đã ghi danh hay là đã subscribe vào cái kênh YouTube này. Chỉ trong vỏn vẹn có một tháng rưỡi mà kênh YouTube TD Broadcasting với cái sự ủng hộ của quý vị đã vượt qua được cái mức gọi là 10.000 người đã subscribe. Đây là một cái con số rất là khích lệ cho cá nhân của tôi và cũng như là cho cái người bạn trong ban ekip của Taylor, cái người mà phụ trách về vấn đề kỹ thuật. Thì thật sự rằng là 10.000 người, nó nếu mà so sánh với những cái các YouTuber hay là những người mà có những cái kênh YouTube riêng của họ đó mà họ đã đi trước, thì 10.000 người nó không là bao nhiêu, nhưng đối với tôi đây là một con số rất là khích lệ, tại vì nó chứng minh được rằng là những cái gì tôi chia sẻ với quý vị trong suốt một tháng rưỡi vừa qua là những cái nội dung mà quý vị muốn xem. Có thể là quý vị không thích nghe một số các phần tin tức, hay là có lẽ là một số các bình luận hay là sự mà gọi là nhận xét của tôi quý vị không có thích, không có đồng ý với, nhưng mà ít nhất là quý vị vẫn xem và để chúng ta trao đổi kiến thức và cái quan điểm với nhau. Tôi nhận được rất nhiều những cái comment khen có, chê có, cũng như là động viên cũng có cho cái chương trình này. Và thưa quý vị, lý do tại sao mà Taylor Diệp muốn thực hiện cái chương trình riêng của mình là để mình có cái sân chơi hay là cái diễn đàn để mà mình có thể tự do chia sẻ những gì mà mình thích, và không có cái sự gò bó của người khác. Quý vị biết rằng là đôi khi làm trong cái ngành truyền thông, nếu mà chúng ta có nói cái gì đó mà nó không có lợi, hay là nó đi ngược lại với cái quyền lợi của cái đài mà mình đang làm, thì nó cũng là một chuyện nó cũng không khéo. Cho nên với cái kênh YouTube riêng thì tôi có thể gọi là tự do chia sẻ những gì mà mình biết hay là những gì mà mình muốn nói với quý khán thính giả. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó, qua những cái comment của quý vị, chúng tôi hiểu rõ hơn được rằng là mình đang đi trên cái con đường nào. Đối với những quý vị mà ủng hộ cho cái nội dung hay là đa số nội dung của tôi trong thời gian qua đó, thì tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và mình cùng nhau bàn bạc cũng như là phân tích về những đề tài mà mình muốn nghe hay là muốn biết thêm. Đối với những quý vị nào cho rằng là những gì mà tôi nói trong một tháng rưỡi vừa qua nó là cái loại là những thông tin tào lao đó, hay là những thông tin fake news, dạ thưa quý vị, nó cũng không sao, tại vì cái nhận định là cái nhận định của mỗi người. Có thể những gì mà tôi nói trong thời gian qua nó không có hợp ý hay là cùng với cái lối suy nghĩ của quý vị, nhưng mà nó cũng không sao, tại vì đây là một cái xứ sở tự do, quý vị có đầy đủ cái quyền để mà chọn là xem hay là không xem. Nhưng miễn sao quý vị xem, quý vị có chúng tôi rất là hoan nghênh những cái lời phê bình của quý vị, miễn sao là quý vị không có dùng những cái từ ngữ nó quá nặng nề, thì chúng tôi hoàn toàn là hoan nghênh những cái lời phê bình của quý vị ở trong cái phần comment. Và quý vị có thể là không thích, nhưng mà quý vị xem để giúp cho tôi hiểu rõ hơn là ở ngoài xã hội nó cũng còn nhiều những quan điểm khác lắm. Đối với những quý vị nào mà đã thất vọng trong một thời gian qua, tại vì có thể là quý vị tưởng tôi có một cái khuynh hướng như vậy, có một cái lập trường như vậy, nhưng mà bây giờ qua một tháng rưỡi thì có thể là cái khuynh hướng hay là cái sự nhận định của tôi nó có thay đổi mà đã làm cho quý vị thất vọng, thì thật sự rằng đối với những quý vị đó, nhất là những quý vị mà sinh sống ở tại Orange County đó, thì cho tôi có cái lời xin lỗi là vì một lý do nào đó
quý vị đã cho rằng là Thái Lợi Diệp đang dần dần thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng là quý vị có thể có thêm kiên nhẫn, tại vì đúng hay sai, có thể là trong cái thời gian trước khi mà tôi vẫn còn làm cái vai trò gọi là bình luận chính trị trên đài truyền hình Vietface TV đó, có thể là quý vị chưa có nhận ra được những cái thái độ chính trị của Thái Lợi Diệp, nhưng mà bây giờ thì có thể quý vị nhận rõ được nhiều hơn. Hy vọng rằng quý vị có thể kiên nhẫn để mà cho chúng ta tiếp tục trao đổi kiến thức với nhau. Vì thưa quý vị, có một số người làm những kênh YouTube hay là họ làm những cái trang mạng xã hội qua Facebook đó, thì thông thường là họ chọn một cái lập trường chính trị và họ cứ nói theo cái lập trường đó thôi. Tại vì họ biết rằng là họ củng cố được cái fan base hay là cái lượng khán giả chỉ muốn nghe cái loại tin đó, chứ không có muốn nghe những cái tin tức trái chiều, tại vì nói không có thuận theo ý của mình. Và những kênh YouTube khác bên trái có, bên lề phải cũng có, họ chỉ cứ đi theo con đường đó. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn làm những cái chương trình này dựa theo những cái gì mà mình nghĩ là đúng, chứ không phải là dựa theo những cái gì mà một lượng khán giả nghĩ là đúng. Tại vì nếu như vậy đó, thì có những kênh YouTube họ chỉ nói toàn là cái chuyện mà có lợi cho ông Trump, và họ sẽ nói toàn là những cái chuyện mà là bất lợi cho bên đảng Dân Chủ. Hay là ngược lại, cũng có thể là có một số kênh YouTube họ nói toàn là những chuyện có lợi cho Joe Biden, mà họ toàn là nói những cái chuyện bất lợi cho đảng Cộng Hòa. Thì nếu mà như vậy đó, thì theo tôi nó không phải là tin tức nữa, nó là chỉ là mình chỉ nghe theo những cái gì mà mình muốn nghe thôi. Và cái người xuống ngôn viên đó, họ nói đúng theo cái định kiến của họ, và họ xem nó giống như là một cái món ăn, có thể là một cái coi như là họ muốn đưa những thông tin gì mà họ nghĩ là khán giả muốn nghe, chứ không phải là những thông tin nó chính xác nữa. Có thể là nó chỉ có đúng được 10 hay là 20%, còn những phần còn lại là họ nghĩ rằng khán giả muốn nghe như thế nào thì họ nói đúng như vậy. Đây không phải là chủ trương của tôi, cho nên rằng là quý vị thấy là có lúc tôi đưa những cái tin này, có lúc những cái tin kia, nó không có hẳn là nó nghiêng về một cái hướng nào cả. Nếu mà về vấn đề chủ quan đó, thưa quý vị hỏi tôi đó, thật sự là tôi có cái sự chủ quan trong vấn đề mà gọi là phân tích cũng như là bình luận tin tức. Tại vì hãy là con người là sẽ có cái chuyện, có cái thiên vị cũng như là có cái sự chủ quan của họ. Cái đó thì không ai có thể tránh khỏi cả. Nhưng mà chúng tôi cố gắng không có áp đặt cái chủ quan của mình lên trên quý khán giả rất là nhiều. Tại vì chúng tôi biết rằng là có rất nhiều lượng khán giả khác nhau ở đây. Cho nên trong một lần nữa, cái phần này chủ yếu là để có lời cảm ơn đến cái số 10.000 subscriber mà đã ghi danh vào kênh YouTube Thi Đua Broadcasting trong một tháng rưỡi vừa qua. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong một tháng rưỡi tới đây, chúng ta sẽ có nhiều cái nội dung chia sẻ nhau hơn để mà cùng nhau thăng tiến về vấn đề kiến thức trong cái sinh hoạt chính trị của Mỹ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và Thái Lợi Diệp xin hẹn quý vị lại vào chương trình của kỳ tới.